Hành lý điện thoại giá chỉ từ 1,8 triệu mọi người. Hôm nay bên em tiếp tục lại mua được 15 Pro Max nha. Bản VSA chính hãng luôn. Rất là đẹp người không? Đó, hôm nay có những dòng máy 1,8 triệu thôi là mọi người có thể RAM 8GB. Đây. 1,8 triệu là RAM 8GB luôn mọi người. Bộ nhớ sẽ là 128GB. Đó, kích được thêm 5GB ảo là 13GB RAM luôn. RAM 8GB nè, không? Rất là ok luôn, có hai con thôi. Rồi, hôm nay sẽ có là 15 lút nè. 15 lút mọi người. Con này pin 100 sạc mới 4 lần màu hồng. Đó, pin 100 sạc 4 lần. Đây, màu hồng, bảo hành đến tháng 5 2025. Ok chưa? Đó. Rồi, 14 Pro Max hàng chưa kích hoạt. Kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. 21,950,000 góp được trước giùm em 1 triệu là mọi người hãy lấy máy về xài và khui bóc luôn nha mọi người. Đó, khui siêu luôn nha. Xin chào anh Nguyễn Bình nha. Rồi, 13 hờn có màu hồng và màu trắng đây mọi người ơi. Pin zin nè, 13 hờn hôm nay có màu hồng và màu trắng nè. Đó, rất là đẹp nha. 13 Pro Max thì đây, hôm nay có là hai màu xanh, một màu vàng. 256GB là hai con, 128GB một con. Và có màu đen trên đây. Đó, S2 Ultra chính hãng bản Việt Nam. Con này còn bảo hành đến tháng 3 mọi người. Đây, máy đẹp keng, bảo hành đến tháng 3 2025 bản Việt Nam chính hãng. Con này còn siêu viền hết mọi người. Siêu viền hết luôn. Còn em này thì đây là hàng Line New. Hàng Line New, ok chưa? Đó, có 512GB nữa. Và một số dòng máy khác như là 12 Pro Max 512 nè, 12 Pro Max 256 nè, 12 Pro Max 256GB, iPhone 12 thường. Đó, một số dòng máy khác nha. Rồi, S23 Plus thì có nha, 12,500 anh đây. Trước khi mà lên like thì đây, mọi người vào trang chính chủ của bên em đang like nha mọi người. Yahoo Store nè, 97168569 Hà Quốc Minh, ngân hàng Vietcombank là số tài khoản của em luôn. Mọi số tài khoản khác đều đảm bảo nha. Hiện tại cái trang chính hiện tại đang bị khóa mọi người. Đó, nên em chỉ có like được trang chính, em sẽ like cái trang này trước. Zalo là 077 469 683, hai số còn lại không có Zalo. Đó, trang chính thì sẽ đăng livestream buổi trưa, đăng reel, đăng video ngắn livestream buổi trưa. Đây, anh này mua một lần 3 máy luôn, đăng bài viết buổi sáng, ok chưa? Đó, sẽ như vậy. 15 Pro Max trả trước giùm em 3 triệu nha. Đây là 15 Pro Max nè, lúc chính hãng Việt Nam nè. Đó, VSA nè, giá niêm yết là 34,990,000. Giờ là máy cũ thôi, giờ máy cũ thôi, góp đi trước cho em 3 triệu. Đó, máy cũ thì đây, 15 Pro Max màu xanh. Không, 15 Pro Max màu xanh. Và em này sẽ là pin 97%, sạc 127 lần, còn bảo hành tháng 9. Đó, bản VSA 256GB quốc tế mọi người. Giá bán sẽ là 25,850,000 chính hãng Việt Nam nha. Còn nếu mà người muốn mua máy mới, đây, máy mới có màu xanh nè, máy mới màu xanh màu titan nè. Đây là máy mới bảo hành 12 tháng, ok chưa? Nói chung lợi ích lắm mọi người. Đây là bản có sim này, bản Jepper sạc A nè, bản có sim nè. 26,850,000 hàng 1978, kích hoạt hết bảo hành. Nhưng mà bên em hỗ trợ mọi người là bảo hành 12 tháng nha. 3 tháng đầu tiên nếu có lỗi, bên em sẽ đổi mọi người máy mới luôn. Máy mới, đổi máy mới. Còn 9 tháng còn lại hỗ trợ sửa chữa. Ok chưa? Quá đẹp luôn. Rớt được trước giùm em 3 triệu thôi. 15 Pro Max máy mới nha. Máy mới, có thằng xào báo vậy. Đây. Rồi, tiếp tục là 15 Pro Max hợp không? Đến đây là có Samsung hành lý không ạ? Hôm nay là iPhone là nhiều. Đây, tiếp tục là 15 lớp đây. 15 lớp pin 100 sạc 4 lần, còn bảo hành tháng 5 2024 nha. Máy này mua của khách. Đây còn cái ốp lưng nó hơi cũ xíu thôi. Rồi tài dụng mất tiêu rồi. Đó. Không. 15 lớp 128GB không giới hạn SIM là bản quốc tế màu hồng. Đó. Màu hồng. Chân sạc là mới tinh. Mà nên là phải nhẹ xíu nha. Có sao báo vậy. Đó,
Máy thì rất là đẹp luôn, trừ khuyết điểm nó ra thôi. 17 triệu 300 nghìn, sạc mới 4 lần thôi mọi người. Đó, sạc mới 4 lần thôi nha, màu hồng. Góp được trước giùm em 1 triệu thôi. 1 triệu lấy máy về xài. Đó. Rồi màu hồng nữa thì có một em này là màu trắng hồng, màu trắng với màu hồng nè. iPhone 13. Đó, có thêm màu đỏ nữa. 13 có thêm màu đỏ nữa. Mấy em này góp được trước giùm em 200 nghìn thôi nha. 13 thường á. Đây. Hồng, trắng, đỏ. Ok chưa? Hồng, trắng, đỏ. 13 128GB pin zin. Này. Pin là 89%. 13 128GB quốc tế nha mọi người. Màu hồng nè. Đó. 10.350.000. Góp được trước cho em 200.000. 200.000 thôi rồi. Màu trắng thì cũng vậy luôn, cũng là 10.350.000. Nhưng mà có em đỏ giá rẻ nha. Cái này pin 86. Đây. 128GB quốc tế, màu trắng. Này. Ok chưa? Đó. 10.350.000 nha. Rồi, tiếp tục là 13. Con này là 256GB quốc tế mọi người. Pin á là còn 87%. Lưu ý, con này là 256GB. Đó, 256GB, 11.200.000. Này. Đó, 256GB. Giá này là 256GB mọi người. Đúng một em thôi. Góp được trước cho em 200.000 thôi nha. Tiếp tục sẽ là này. iPhone 14 Pro Max máy mới. 14 Pro Max máy mới. Em này là kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. Bảo hành đủ 12 tháng chính hãng, lưu ý giúp em. Thì con này là sẽ là iPhone 14 Pro Max. Đó, màu đen 128GB, chưa khui siêu. Đây, chưa khui siêu nè. Kích hoạt thì bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. Con này bản Mỹ nha, bản Mỹ mọi người. 21.950.000. Đó. Còn nếu mà người muốn bản mà có khai sim thì đây. Đây là bản ZA. Bản ZA có khai sim. Đó, máy mới kích hoạt. Đây là hai sim vật lý nha. Đây, hai sim vật lý. Ok chưa? Máy mới chỉ kích hoạt cho mọi người lưu ý giúp em. Đó, con này mới 100% luôn á. 22.550.000. Đó, mấy con này góp thì đưa trước giùm em 1 triệu thôi. 1 triệu thôi. Thì con này bên em á là hàng 1918. Kích hoạt sẽ hết bảo hành, nhưng mà bên em hỗ trợ mọi người bảo hành 12 tháng nha. 3 tháng đầu tiên máy mới, đầu máy mới. 9 tháng còn lại hỗ trợ sửa chữa. Ok. Có màu vàng, màu đen, màu trắng, màu xanh. À, màu vàng, màu đen, màu trắng, màu tím. Máy mới. Máy mới 100%. Còn đây sẽ là 14 máy mới nè. 14 máy mới, đây là bản Việt Nam chính hãng. Lưu ý giúp em, bản Việt Nam chính hãng nha. Đó, 14 máy mới. Việt Nam chính hãng chưa kích hoạt. Thì máy này kích hoạt bảo hành cho mọi người đủ 12 tháng chính hãng luôn. 14 thường, 15.850, chưa kích hoạt nha. Máy này mua của khách. Đó, lúc mà khách bán cho em á là chưa khô siêu, nhưng mà mình mua máy rồi, mình không biết ở bên trong nó có cái gì, bắt buộc phải khô siêu ra và xem có cái máy bên trong không. Đó, có cái máy bên trong thì mới trả tiền được, đúng không? Đó, 15.850. Máy này hiện tại Thế Giới Di Động đang bán, Điện Máy Xanh đang bán, Cellphonex đang bán là 17 triệu. Đó, 17 triệu. Ok. Bán xe bình thường anh ơi, bán xe vẫn bình thường. Tiếp tục là 14 Pro Max đây. 14 Pro Max 256GB bản Việt Nam. Đây, VN sạc A 14 Pro Max 256GB quốc tế nha người. Pin zin thì con này là còn có 85 thôi. Đó, pin zin còn 85. Đây. Pin zin 85. 21.300.000. 21.300.000 bản Việt Nam nha. Bản Việt Nam giúp em nha người. Đó, 21.300.000 14 Pro Max. Rồi, em lên tiếp cho người nè. iPhone phải không? Reno 10 tầm khoảng 5.5 triệu thôi, 5.2 triệu cũng có luôn. Đến dòng là 13 Pro Max. Đó, 13 Pro Max. Đây. Tí gọi anh có chốt máy được không? Hiện tại thì ngày mai mọi người nhắn tin đi. Ngày mai mấy bạn hỗ trợ mọi người là trả lời tin nhắn nha. Tại vì sim đi tiệc à, không trả lời được. Cứ nhắn tin ngày mai sáng sớm 9 giờ mấy bạn trả lời hết cho. 13 Pro Max 128GB quốc tế mọi người. Pin zin. Đây.
Pin zin là còn 90%. Đó. Pin zin là còn 90. Giá bán là 14.850.000. Góp đi trước giùm em 500.000 thôi. 500.000 thôi, tiếp tục 128GB nè. Một thanh con này 14.950. Đây. 13 Pro Max 128GB quốc tế nha. Đó. Pin 86. 14.950 là màu xanh. Ok chưa? Màu xanh là 14.950. Góp cũng được trước giùm em 500.000. Còn hai em này là 256GB. Đây. Pin 86 pin zin. Đó. 13 Pro Max 256GB quốc tế. 15.850. Góp cũng được trước giùm em 500 thôi. Cái con màu vàng này thì đẹp. Máy đẹp nè. Nó đẹp như cái 99 nè. Đây, pin zin là còn 88. 256GB quốc tế luôn. 16.350 đồng màu vàng. Đó. Ok nha. Lúc nào bên em livestream cũng bán giá công khai hết cho mọi người xem. Mọi người thấy hợp lý thì mọi người ủng hộ em, chứ không phải là đăng giá một đằng lại một nẻo nha. Đó. Hiện tại mấy cái hiện trạng nó rất là nhiều. Tại vì ngày nào bên em cũng livestream và máy gì về cũng like cho người xem hết. Giá thì đi miết rồi. Đó. Chứ không phải đăng giá câu người qua, không phải như này. SMI Ultra bản Việt Nam chính hãng, hai sim. Và em này á là RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Nhưng mà quan trọng là bảo hành đến tháng 3 2025. Đó. Máy là còn siêu viền dưới này. Đó, nó hơi cũ thôi. Lột ra là mới nha mọi người. Siêu viền trên nè. Đó. Khách xài kỹ đến nỗi mà dán bê bét lưng nè. Ok chưa? Màn hình mặt trước á là đã có dán chống chày. 12.200.000. Giá này quá tốt mọi người. Đúng không? Giá này quá tốt. Ok. 12.200.000. Đó. Còn đây là hàng Line New. 12 Pro Max. À, em nói nhầm, S2 Ultra, hàng Line New. Hàng Line New thì đây. Hàng Line New thì không khác gì con máy mới. Màu xanh. Trên không? Đó. Đây. Hàng Line New. Cũng là bản 2 SIM. RAM là 12. Bộ nhớ là 256GB. Đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn. 12.650. Cầm đúng 200.000. Mọi người hãy lấy máy về xài. Đúng 200.000 thôi. Đây, 16350 256GB anh ơi. Tiếp tục là 512GB nha. Đó. Đây là 512GB. Cũng là hàng Line New luôn. Siêu viền là còn hết. Không, siêu viền là còn hết. Tiếp gì ạ? RAM 12, bộ nhớ 512GB mà chỉ có giá nè 12.650. Ủa? Ủa cái này à? Đúng rồi, em này là 12.650 không người. 512GB là 12.650. Còn em này em lộn giá nè. Nhân viên nhầm giá, có 11.950 à. Có 11.950 thôi nha. Con này 256GB. Lưu giúp em 11.950 à. Chứ không phải là 12.650 đâu. 11.950. Con này 256GB nè. Màu xanh hồi nãy đó. Đó. Em ghi lời sao mấy bạn bán lộn. Mấy bạn bán lộn thì mà em bị tự nhiên bị lời 200.000. Nhưng mà cái tiền đó thì là gì đâu có đúng mọi người, đúng không? Mình bán giá sản phẩm có phải có giá trị nó có nói. Đây là 12.650. Đó. Đó. Ok. Đó giờ bán vậy thì cái vậy đi. 512GB là 12.650. 256GB là 11.950. Ok. Rồi. Em lên tiếp 12 Pro Max. Em sẽ lên tiếp cho mọi người là 12 Pro Max. 512GB. Đó, em được 3 em. 3 em 512GB. 1 em nè. 2 em nè. 3 em nè. Thì cái dòng 512GB 12 Pro Max này á là 3 em này đều là pin 100% nha, nha cả nhà. Đó. 14.250. Nhưng mà 3 em này nếu mà mọi người mua cho góp á, đưa trước cho em 200.000 thôi. Đừng có đưa nhiều nha. Đừng có đưa nhiều giúp em. 200.000 thôi mọi người. Đó. Đây là 12 Pro Max. Pin 100, máy zin hết. Pin 100% là pin thay mới. Đây. 512GB không giới hạn SIM là bản quốc tế, 14.250. Đó. Sọc một đường giữa màn hình. Cứ đem qua bên em anh Duy Thanh ơi.
có gì đem anh em, nếu mà lỗ 120 hẹp bên em sẽ đổi, hỗ trợ anh đó là đổi một con máy khác, ok chưa? Đó, tại cái dòng S2 của cha nó hay bị lỗ 120 hẹp lắm, nhưng mà bên em lỗi là đổi, không nói nhiều, không nói nhiều người. Rồi 12 Pro Max 512 GB quốc tế 14 triệu 250 là 512 GB, ba em đều là pin 100% hết, đó pin 100% hết rồi. Có 15 Pro Max anh ơi, 15 Pro Max máy cũ là 15850, máy mới là 16850. Đó, 512 GB được ba em. Rồi, tiếp tục là đây. 256 GB. Ủa, con này báo giá rồi, 14250 phải không? 256 GB là 13 triệu 500 50.000 tiêu 100%. Được anh ơi, có gì đem qua bên em hỗ trợ trừ 15% chắc. Anh Hà giỏi rồi. 12 Pro Max 256 GB quốc tế 13 triệu 500 50.000 là 256 GB. Góp được trước 200.000 thôi. Gọi là đẹp 99 nè. 99 là 13 9. Màu vàng. Ô con này hô khách nè người. Bản dích A sạc A 2 SIM nhật lý 256 GB. 13 9. Đó. Ok chưa? Đây. 99% luôn. 13 triệu 9 thôi rồi. Đó chỉ có 13 triệu 9 thôi nha. Tiếp tục là em sẽ lên cho mọi người đây iPhone XS đi mọi người. Hai em iPhone XS này á là 11 của mắt 512 em. Hôm qua em có một em mà em bán rồi anh ơi, anh Quang ơi xin lỗi nha, hôm qua có một cây mà sáng sớm khách đã mua rồi, con đó hàng 1938 pin 97 pin zin mà bán rồi. Đây là còn giờ còn 64 mà 256 đi. iPhone XS pin 100 4 triệu 550 nghìn 64 GB. Có 12 hường nhanh đây. Rồi đây. Pin 100. iPhone XS 64 GB pin 100. 4 triệu 550 nghìn một em. Tiếp thứ hai là em màu vàng pin 100 luôn. Đó. Màu vàng thì đây. 4 triệu 550 nghìn. 11 Pro là 6950 nha. Bạn Bảo Trân ơi. Rồi, tiếp tục là iPhone XS Max là màn hình nó sẽ to hơn. 64 GB quốc tế, màu đen. Pin 100, 6 triệu 200 nghìn. 6 triệu 200 nghìn. Có 13 GB 26 GB không anh? Dạ có anh ơi. Đó. Đây, 13 GB 26 GB. 15850 và 16350 tùy ngoại hình. Pin 86 và pin 88. Không có bản một tơi, có bản 512 GB thôi. Chị Thu Nguyễn có gì đem ơi đem hỗ trợ nhé. S 15 lút có 128 GB à. Màu hồng mà. Rồi, em lên tiếp cho mọi người là 12 hường đi. Đây là dòng 12 hường nè, pin 100 nè. 7 triệu 200 nghìn. 12 hường 64 GB. Đó. 12 hường 64 GB. 7 triệu 200 nghìn. Pin 100. Góp đi trước giùm em 100 nghìn. Đó. 23 Ultra góp được trước cho em 1 triệu. Đây. Em lên tiếp thêm vài em này nữa nè. Thôi. Em thấy là 260 mấy người đang xem phải không? Lên cái dòng này thử coi mọi người thấy ok không? Đây là cái dòng máy mà Intel. Được RAM 8 GB. Đó. Đây là RAM 8 GB. Kích được thêm 8 GB ghi ảo nữa. Không? Là tổng cộng 16 GB. Đó, bộ nhớ là 128 GB nè. Camera sẽ là 5 GP nha. Đó. Pin là 5000. Rồi tiếp tục hiển thị. Đây. Hiển thị tốc độ nè. Tần số quét màn hình 90 Hz. Đó. 90 Hz. 1 triệu 850. Bây giờ vô test cái camera thử cho mọi người xem. Có 1 triệu 850 thôi. Đó. Này video nè, ảnh nè không? Ok. Còn sẽ là camera selfie. Này. 1.850. Ok chưa rồi. Đó. Rồi. Có đúng hai em. Intel S23 1.850 ba camera. Rồi em qua mẫu khác nha. Đây là cái mẫu
Realme 7i 12 GB báo rồi, 13.550.000. Realme 7i nè, RAM 828 nè, chip là 662. Đó, Realme 7i. Giá bán là 2.650.000. Cho con này hát lo chà kéo là banh sớm. Con nào ta? Dạ đúng rồi. Rồi, tiếp tục là M54 đi mọi người. M54. Đây. Pin 6000, 2 SIM cộng ba hãng nha. RAM 8, bộ nhớ là 256 đi. Đó. Tần số quét màn hình 120Hz. 5.750. 5.750, pin 6000. 14 con mắt góp đưa trước giùm em khoảng 1.000.000 thôi. 1.000.000 thôi. Redmi Note 13 Pro 5G. Này là con 512GB nha. RAM 12GB. Bộ nhớ 512GB, con này bản option cao. Đó, bản option cao. Chip là 7S Gen 2, có 5G. Đây. 6.950.000. Đó. 6.950, con này bản 5G giá nó sẽ cao hơn cái bản 4G nha mọi người. Tại vì con này là chip Snapdragon đó, 7S Gen 2, chip khá là mạnh. Khá là mạnh nha. Tầm 2.000.000. Thì có em này. Redmi Note 10S nha, con này RAM 8 nè. Bộ nhớ 128GB. Con này em giảm xíu nha, em giảm xíu đi. Đó, em giảm cho mọi người săn là bữa giờ mọi người họ đây. Em viết lại ta. Em giảm cho mọi người còn 1.850 RAM 8, bộ nhớ 128GB. Đó. Đang theo dõi con nó hay mua cha mà chưa có thời mua, bây giờ mua góp được mà. Chị Thu Nguyễn ơi, em cũng giờ cũng mua góp một đống nè. Đó. Rồi, con này 1.850 RAM 8GB, 128GB, màn AMOLED. Ok chưa? Những con này dựng tay trong màn hay cái gì tôi bỏ mất tiêu rồi ta. Đây là camera của em đó. Cam chính, cam góc rộng, cam X2. Đầy đủ chức năng. 1.850, con này màn hình ám nhẹ nha. Tiếp phần thấy không đó. Hơi khó thấy. Nó nắm phần dụng này xíu nè. Hơi khó thấy mọi người. Nhìn này không thấy đâu. Đó. Chỗ trái là ok. Chỗ trái là quá ok luôn. Đây là hai em. Mà là hai em Redmi Note 13 nha. Hấp pin nè trời. Đây con này còn pin nè. Một em màu xanh và một em màu đen. Hai em này là đều là bản chính hãng Việt Nam. Redmi 13 chứ. Ủa? Con này Redmi 13 mà. Nó phải Note ta. Redmi 13 RAM 8GB. Bộ nhớ 26GB. Giá bán là 3650. 3650. Có hai em. Đó, hai em. Đẹp chính chính hết mọi người. Bên em chưa hỗ trợ online rồi. Hình như đa số bây giờ là không hỗ trợ online được mọi người. Trừ khi có em có điều kiện muốn em mở chi nhánh nhiều nhiều tỉnh thành hay được. Thật sự. Em mà có nhân sự đủ ha, em mở đủ hết tỉnh luôn. Đó. Sao không có điện thoại bán thôi, tại vì mình bán điện thoại cũ mọi người. Không phải bán điện thoại mới đâu. Mà có nhiều hàng để bán cho mọi người được. Đúng không? Điện thoại cũ thì phải nhờ thứ nhất là khách qua hô cũ đã mới mới có nguồn điện thoại cũ. Thứ hai là đi mua là cũng anh lái, mà mấy anh lái thì giá nhiều lúc cũng cao lắm. Đó, nhiều lúc cũng cao lắm. Rồi thứ ba là đi nhập của mấy anh ngoài Hà Nội, mà nhập ngoài Hà Nội thì người ta test gửi vô gửi ra tốn thời gian lắm rồi. Nên thôi em thấy là nhất là mua của mấy anh lái gần gần ở đây. Đó, thứ hai là hô cũ khách là phải là ok nhất. Đó. Ok nhất rồi. Đây là A15 nha, pin 5000, 2 SIM, RAM 8, bộ 128GB, màn hình 90Hz. 3.650, chính hãng Việt Nam. Con này còn bảo hành tháng 12 nha. Tháng 12. A735G, cái dòng này thì lúc bán mới là 11.990.000 á. Bây giờ máy cũ thì 5.550 thôi. 5.550 thôi.
Cái 20% có nha, 5,5 triệu. S20 Ultra thì đây. Bên em thì chỉ bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành cái nước cứng đó màn hình. Đó, cứng đó màn hình sọc không được, không bảo hành này. Đó, màn hình chỉ bên em mà chỉ bao test 7 ngày thôi. Thì bán cái máy không có lợi nhiều không người. Cái anh kia cũng mắc cười lắm. Anh qua mà anh đổi cái máy, anh xài Samsung lớp 10. Anh kia không làm gớt, không làm cứng luôn. Mà biết anh làm gì không? Anh để cái túi sau anh ngồi vô một cái là cái màn hình nó tự nhiên nó sọc bên mép luôn đó. Rồi mấy cái đó mà sao mà bắt lỗi khác được, đúng không người? Bán cái máy thật sự là cái máy này bên em chỉ lợi nhuận như tầm cái này đây có 300.000 à. Đó, có 300.000 à. Còn máy này cao là 800-900 nghìn, nhưng mà trách nhiệm nó càng giá càng cao, trách lợi nhuận càng cao, trách nhiệm nó càng cao đó. Hư một cái món đồ thì thôi sổ hết bà lợi nhuận, đúng không? Còn cái này là 300 ngàn trừ cục sạc nó còn 250. Nó phải bán điện thoại là... Nhưng mà bán điện thoại muốn mà giàu nhanh trừ khi nó không lỗi thôi. Đó, bán thì có bảo hành điện thoại cũ mà. Đồ điện tử mà, đâu có ai biết trước được nó xài bền hay không bền. Thì tại sao mà cửa hàng có bảo hành là vậy? Đó. Có bảo hành là vậy. Điện thoại qua tay mọi người. Cho dù zin cỡ nào cũng phải có tỷ lệ lỗi thôi. Đó. Mà zin thì tỷ lệ lỗi nó ít. Đây là S20 Ultra nha, 5,850 triệu. RAM 12 26 GB, 5,850 triệu. Con này bản hàng hai à, một sim thôi mà được 256 GB. Như mấy anh này mà đi mua nhẹ nhẹ đó mình không bắt lỗi được mà. Quên nữa cái vụ này nào người. Samsung mà màn cong mà dán BBS xài thời gian hoặc chưa tính thời gian nữa, như mấy con này nè, bữa giờ em bị khách khách đi dán BBS á, người ta dán cái dán UV chứ người, dán cường lực UV á, là người ta sẽ đổ keo ở trong đây, người ta sẽ quét trong cái máy soi keo làm cho khô keo UV á, là cái nước của nó sẽ đi vô cổ đây, nó sẽ vào cổ đây nè, đó, xài một thời gian hoặc là 1 2 ngày là hư màn hình luôn, đó, em nói thiệt, hư màn hình luôn, bị rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mấy anh linh kiện á, mua linh kiện về toàn là dí kêu dán UV không. Rồi bây giờ mua đỡ người ta mua vật tư hết rồi, đúng không? Người ta chỉ biết dán lấy tiền thôi, chứ người ta đâu có bảo hành màn hình sọc đâu. Đó, rồi xong phải dí ngược là cái chỗ bán. Đó, dí ngược cái chỗ bán. 11 con mắt 26 ghi tầm khoảng 9 triệu 50 anh. Rồi quay kỹ con A73 5G phải không? Em quay cho. Ủa mật khẩu số mấy vậy? Mật khẩu số mấy vậy ta? Họ để mai em hỏi là nhân viên 5,5 triệu. Đó. Toàn là dí ngược là bên chỗ mà bán hàng không à. Đó. Rất là mệt. Em nói luôn. Mọi người thấy chỗ nào thì cửa hàng nào cũng vậy thôi, không phải riêng em đâu. Bên em bảo hành cho người là 3 tháng 1, có những cửa hàng khác thì người ta sẽ giữ là bảo hành. Người ta sẽ hay hới linh kiện. Đó, ví dụ con 13 con mắt đây. Mọi người mua là đây 13 con mắt 128 GB, mọi người mua bên em là 14,850. Bây giờ mọi người lỗi wifi, bị ẩn wifi đúng không? Đó là bắt buộc phải sửa main. Nhưng mà em đổi cho người một con máy zin khác luôn, đây con này 14,850 không, đổi cho người. Ví dụ mọi người mua con màu đen mày lỗi wifi, em đổi cho người là con màu xanh đi, vẫn là con máy zin, vẫn giữ giá trị đó, vẫn giữ giá trị như cũ. Còn cái máy này em đi sửa lại, thứ nhất là sửa main giờ sửa qua main wifi cũng khoảng 800-900 nghìn đó, có khi triệu mấy triệu hai là mình lỗ cái tiền sửa wifi thứ nhất. Nhưng mà quan trọng là cái tiền thứ hai nè, cái tiền đang thanh lý á, main sửa á, cái tiền thanh lý mà main sửa bây giờ trừ bao nhiêu. Một con máy zin 14,850 với còn máy men sửa rồi thì mọi người ít nhất cũng phải mua á, là trừ xuống 2 triệu mọi người mới mua được, đúng không? Là khoảng 12,850 triệu mọi người mới mua được con máy này, mới xuống tiền mua con máy này, chứ đâu có ai mà một con máy sửa rồi những con máy gì mà mua con máy này đâu, không đâu, đúng không? Nó là vậy. À, tính ra là lỗ hai đầu mà cái đầu thứ hai mới mệt đó. Nhiều lúc là chưa biết là bán được không nữa nha, tại trừ xuống 2 triệu chưa biết là bán được không đó.
Oppo Reno 8 Z 5G, RAM 8 26GB, chip là 695 nha. 4 triệu 2. Con này có 5G. Huy 12 gặp mắt mã Z2 là coi con lại con nào tao quên mất tiêu con này quá. Nèm hôn của khách. Pi 100 là pin 2 mới. Đây ZA sạc A nè, 256 quy quốc tế nè. 13.900. Góp lên trước 200.000 thôi. Đó. Em chùa cho. Em chùa cho anh coi. A54 có nha anh ơi. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Đó, quá trời đẹp luôn. 13.900. Rồi, đây là một con A23 5G. Chính hãng, 2 sim, pin 5000. RAM 4 128GB. Con này 5G là có màn hình tần số quét nha mọi người. Là 120Hz luôn. Không. 2.9, hàng 1.98 hết hàng rồi, còn hàng thường thôi. Em còn hàng thường thôi. 1.98 bây giờ có 14 à, từ từ đếm coi còn chưa. Giờ có 10. Mấy nay em chuyển qua bán dòng mới nhiều. Hồi nay buồn lắm mọi người thật sự. Hôm nay bị mất cái kinh rất là buồn luôn. Đó, thật sự là rất là chết luôn mọi người. Mất kinh kia nó rất là nhiều lúc. Không hiểu tại sao mình bán cũng đàng hoàng mà bị mấy đối thủ nó chơi, nó chơi khóa kinh. Hồi đó bị một lần rồi. Năm nay là bị một lần nữa, 2 năm sau bị một lần nữa. Mà hình như canh cái lúc mà điện thoại mới ra, iPhone mới ra là bị. Đó, là bị. Đây. Không biết có đụng chạm anh nào không nữa. Mà tính ra em thấy là em bán cũng bình thường mà cũng đâu có, cũng phải gọi là trực tích này nọ đâu. Thằng là bán mấy cái máy tào lao mới lao không à. Máy đây 2 triệu mấy nè, 1 triệu mấy nè. Không biết có đụng hàng với anh nào, anh lớn nào không. Đó, còn 12 cái máy thì có le que đi mua máy cây gì đó. Ngày nào cũng như đó hết á. Đó. Đó. Chán thiệt. Oppo A38 nha. RAM 6GB, còn 128GB. Chip là Helio G85 2.9. Nói chung thì mất kinh thì khách đông quá trời. Em thấy khách thì cũng bình thường thôi. Mà sẽ có giảm một xíu. Đó, tại vì kinh nó là cái kinh chính. Và cái kinh đó em gầy dần cũng khoảng 5 năm rồi. Gần cả triệu follow rồi mọi người. Đó, gần cả triệu follow rồi. 949.000 được theo dõi cũng không phải gọi là một con số ít nữa. Em nói thành công á, thì em thành công bên cái nền tảng Facebook. Chứ không phải là thành công bên nền tảng TikTok. TikTok thì sau này đầu tiên em nghe kinh doanh, em sẽ là kinh doanh bên nền tảng YouTube. Đó. Nếu mọi người có xem em lâu mọi người sẽ biết. Em kinh doanh trên nền tảng YouTube. Sau này thì em thấy cái nền tảng Facebook á, em thấy lúc đó người ta làm rất là nhiều mà em mới nhảy sao nha. Đó. Em mới tập trung vào Facebook, không có làm YouTube nữa. Thì cái YouTube thì em đã làm được hai cái nút bạc. Đó, làm được hai cái nút bạc rồi chỉ ngưng tập trung qua bên Facebook thôi. Đó. Nó tập trung vào Facebook là vậy. Và cái tên Facebook đó hiện tại cũng được 949.000 lượt theo dõi rồi. Tính là cũng gần cả triệu follow rồi. Nếu mà nói về mà kinh doanh điện thoại mà được cái trang đó không phải gọi là nhỏ nữa mà. Nó không phải gọi là nhỏ đó nha. Mọi người có thử là hay gì, nói chung là cửa hàng lớn đi. Những cửa hàng lớn thì nếu mà tập cửa hàng nhỏ như em vậy đó chưa có kênh nào mà được khoảng 500.000 lượt theo dõi hết. Đó. Kênh đó thì bây giờ gần cả triệu rồi. Là 14 Pro máy mới 100% nha. Đó, chưa kích hoạt. Đây. Chưa kích hoạt. Kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng nha. 14 Pro. 19.550.000. Anh nhắc ngộ có gì chốt thì nhắn tin giúp em nha, ngày mai mấy bạn trả lời nha anh ơi. Mai mình trả lời. Ôi. Rồi. Xuống dưới em quay mấy dòng máy. Em đang còn mà sẽ báo giá không mọi người. Đó, sẽ báo giá thôi. Báo giá xong thì em đi công việc xíu. Nói chung hôm nay em có đi tiệc á. Chỉ báo giá nhanh thôi nha. Nên mình thông cảm giúp em. Em bao cha em có. Nói chung không phải gán quay mọi người. Có tiệc không phải gán quay. Quay thì mới bán được chứ không quay đâu có bán được đâu. Mà sốt mới vàng. Mới vàng. Rồi đây. Bên em từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cái này chỉ quay báo giá thôi nha, mọi người thông cảm giúp em nha. Đây là 11 Pro Max nè. Cái này là 8 triệu rưỡi 50.
B100. B100 64 GB. Đó. 11 con mắt. Đây. 8,5 triệu. Có màu xanh đó mọi người. Có màu xanh nữa. Nó đi ăn với mấy bạn thôi tại lâu quá không gặp. Gọi là 11 con mắt pin zin 97 nha, 9,250 triệu. 15 con mắt máy mới thì 268. 268. Còn 12 rồi mắc máy mới thì đây. 12 rồi mắc máy mới là 15850. Kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. Còn là 15 rồi mắc máy mới nè. Máy mới kích hoạt nè, có màu đen nữa nè. Màu đen, màu xanh, màu titan. 26850. Chưa có màu trắng mà chị Trang cổ. Gọi ra S23 Ultra. 23 Ultra mà Line New 512 GB. Hàng Line New 17,550,000. RAM 12 512 GB. Line New 2 SIM. 2 SIM. S21 Ultra 20,300,000. Đó. 2 SIM. S21 Ultra 8,3 triệu, 7 Việt Nam. Bữa nay có trả góp nha, à, Nhung Hành nè. Rồi, mấy con này báo giá nha. 12 con mắt B100 nè, 13,550 triệu. Góp đi trước 200 ngàn thôi. 512 GB B100 nè, 14,250. Góp con đi trước 200 ngàn thôi. 14 con mắt máy cũ là 19,850 nha. Máy cũ. Đó. 13 con mắt màu xanh là 15,550 triệu. Này cũng vậy luôn. 15 con mắt 512 GB đẹp keng Line New sạc 7 lần 278, con này 512 GB nên bạn có cái sim nha. Nên sẽ cao. 15 lút nè, 16,850. Còn bảo hành thấy 12 pin 97. Gấp lên trước 100.000 cũng được. 14 lút 139. Này pin 98, gấp lên trước 200.000 thôi. Đó. 15 con mắt B100 sạc 14 lần bản Việt Nam nha. 26,100. Bản Việt Nam. 15 rồi mắt đẹp chín, à, pin 99 bản Việt Nam luôn. 25,550,000. Đó. 11 rồi pin 100 nè, 6,950. 9 Trịnh Hành Vinh, anh Trịnh Hành Vinh có bình luận nè. Mọi người muốn hộ shop canh like rẻ hơn quét nhiều, mình cuối năm đủ nhất một cái bên shop uy tín có sao báo vậy. Cảm ơn anh Vinh nha. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Đó. Phi Bắc rất là dễ thương. 12 Pro 512 GB, 11,350, B100 gấp cũng được trước 200 luôn. 12 Pro 128 GB nè. 9,850. Đó. 13 Pro B100 nha, 13,300, 13 Pro. Đây là 12 128 GB B100 10,7. Đó. Màu xanh là 10,350. Đây. iPhone Deep Mat B95 7,2. Deep Mat con này hành lý mọi người. Màn hình lô, lưng lô. Lưng hai rồi chứ. 3,450. Deep Mat Zin 6,2. 64 GB. Này báo rồi. iPhone SE 3,550. Mười hai gọn này sọc màn 6,6 triệu nè. Này bữa anh kia là qua, hẹn qua mà không lấy nè. Hẹn qua mà không qua nè. 12,64 GB 6,9 triệu. 12,128 GB B100 7,950. 11 đẹp 99 nha. 6,550. Con này hàng 1,78. 254 có anh ơi. 254 đây. Con này 256 GB đẹp keng 5,450 nè. Đó. 54. Nhưng mà là A34 không ta? A34. Đó A54 đó, nãy A54. Mi 1 Lite 3,500,000. iPad 3,9 con đó màn lô á.
Mi 1T Pro chip là 888 nha, 4 triệu 4. Mi 10S 3 triệu 650. Mi 1T Pro 4850 luôn, con này RAM 12GB. 256. Redmi Note 10S 2 triệu 850, RAM 628 nha. S21 5G Việt Nam 5 triệu rưỡi. Zephone 5 19 triệu 900, 512GB máy đẹp. Con này bảo hành đến tháng 3 2025 nha. Bản Việt Nam luôn mọi người. Đó. Bảo hành tháng 3 2025 chính hãng Việt Nam nha. 19 triệu 90. Còn màu xanh cũng vậy luôn. 19 triệu 900. Góp đi trước giùm em 1 triệu thôi. Zephone 3 là 9 triệu 9 nè, 512GB. S20 5G 4 triệu 250. S21 Plus là 6 triệu 2, bản Việt Nam 2 SIM. S22 Plus là 8 triệu 2 mọi người. Còn là S23 Plus nè, 13 triệu, à 12 triệu 350. Đó. S21 Ultra là 7950. Note 20 là 5750 mọi người. S20 Angelip 4 256 GB bản Việt Nam 6 triệu 2. Giá 5 con này bảo hành tháng 1 nha, 7 triệu 350. 256 GB luôn. Giá 5 11 triệu 50. Bảo hành tháng 6 2025. S23 Ultra 16 triệu 650. Đó. S21 Ultra 21 triệu 550. Bảo hành tháng 2. S23 màu trắng nè, 16 850. 2 SIM. Rồi, nó có như đây thôi. Đó, mấy con đó gấp đôi trước 1 triệu thôi. Con đó mới về. Rồi. Bên em bán thì bảo hành cho người là 3 tháng 1 đó 1 nha. Không bảo hành cái nước cứng đó màn hình. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Góp thì mọi người phải cửa hàng nha. Không làm hồ sơ trả góp online được. Ship code thì có cọc. Máy trên 1 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc 1 triệu nha. Bên em thì có khu cũ đã mới tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, đớm, bởi, sọc, hu hết mà. Đó, hu hết nha. Có iPhone XS nào không? XS có chứ. XS là 4 triệu rưỡi 50. Nó còn lút hết hàng à. B100. Góp phải đến trực tiếp cửa hàng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người. Bye bye, ngủ ngon nha.